bằng sữa có thể là một trải nghiệm còn xa lạ và tương đối khó khăn với nhiều phụ nữ mới bắt đầu làm mẹ. Trong trường hợp này, họ khó tránh khỏi những cảm giác lúng túng nhất thời, đặc biệt là những mẹ bỉm không có nhiều sữa. Dưới đây là những phương pháp giúp phụ nữ tăng tiết sữa khi mới bước vào giai đoạn cho con bú. Cho con bú thường xuyên. Lưu ý đầu tiên đó là bắt đầu sớm và thường xuyên. Điều đó có nghĩa là phụ nữ nên cố gắng cho con bú trong 1 giờ đầu tiên sau khi sinh. Việc cho con bú thường xuyên sẽ kích thích cơ thể phụ nữ sản xuất ra nhiều sữa. Các mẹ nên cố gắng cho bé bú ít nhất 8 đến 12 lần trên một ngày hoặc bất cứ khi nào bé có dấu hiệu đói. Tìm một tư thế thoải mái. Lúc đầu, việc cho con bú sẽ không dễ dàng, nhưng tìm được một tư thế thoải mái sẽ tạo nên sự khác biệt. Do đó, mẹ bỉm hãy thử một vài tư thế cho đến khi tìm ra một tư thế phù hợp nhất để cho con bú. Ví dụ, tư thế nằm nôi, tư thế bóng đá và tư thế nằm nghiêng là một sự lựa chọn phổ biến. Tuy nhiên, mẹ cần phải đảm bảo em bé phải đối mặt với vú và mũi của bé phải ngang với núm. Điều này rất quan trọng giúp cho trẻ ngậm đúng cách và giúp cho mẹ tránh bị đau. Quan tâm bản thân. Việc cho con bú có thể khiến cho phụ nữ cảm thấy rất mệt mỏi. Vì vậy, điều quan trọng là người mẹ cần phải biết tự chăm sóc bản thân mình. Mẹ bỉm cũng không nên ngại nghỉ ngơi và nhờ người khác, người thân hoặc bạn bè chăm sóc em bé trong khoảng thời gian này. Phụ nữ sau sinh cần phải đảm bảo một chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng và nhiều nước. Khi thực hiện một chế độ ăn uống lành mạnh, người mẹ sẽ có lượng sữa tiết ra nhiều hơn và năng lượng trong cơ thể cũng sẽ được duy trì ở mức ổn định. Dùng cách ép ngực. Ép ngực là một kỹ thuật có thể giúp phụ nữ tiết ra nhiều sữa hơn và đảm bảo trẻ được bú đủ. Bên cạnh đó, ép ngực cũng rất hữu ích trong trường hợp trẻ buồn ngủ hoặc gặp khó khăn trong quá trình hấp thu sữa mẹ. Để thực hiện động tác này, người mẹ có thể dùng tay giữ ngực và ép nhẹ nhàng trong khi trẻ đang bú. Thử các dụng cụ hỗ trợ khác nhau. Mẹ bỉm đừng ngại thử các dụng cụ hỗ trợ khác nhau cho đến khi tìm đến thứ phù hợp để tăng tiết sữa cho con bú. Các dụng cụ như máy hút sữa có thể giúp phụ nữ tăng tiết sữa hoặc tạm ngừng cho con bú. Ngoài ra, gối cho con bú cũng là một sự lựa chọn phù hợp để mẹ và bé tìm được tư thế thoải mái. Cuối cùng, không bỏ cuộc. Rõ ràng những mẹ nuôi con bằng sữa sẽ không thể phát huy hết hiệu quả nếu phụ nữ ngừng cố gắng. Kể cả thời gian đầu, khi việc cho con bú có vẻ rất khó khăn, mẹ và bé chỉ cần dành nhiều thời gian để luyện tập thường xuyên, mọi thứ rồi cũng sẽ trở nên thành thạo. Nếu gặp bất kỳ khó khăn nào trong suốt quá trình nuôi con, phụ nữ nên tìm đến sự tư vấn của bác sĩ có chuyên môn.